người dân thủ đô cho biết đã chờ rất lâu để được đi tàu nhổn ga Hà Nội. Ngày 8 tháng 8, theo ghi nhận của VN Express, hàng trăm người xếp hàng trải nghiệm miễn phí tàu trên cao tuyến nhổn ga Hà Nội trong ngày đầu vận hành thương mại đoạn trên cao, từ ga nhổn S1 đến ga S8 mất khoảng 15 phút. Tuyến metro nhổn ga Hà Nội có tổng chiều dài toàn tuyến là 12,5 km, đoạn trên cao dài 8,5 km, đoạn đi ngầm dài 4 km. Đoàn tàu có 4 toa, chở được gần 1.000 khách, tần suất 10 phút mỗi chuyến. Nhiều người dân không giấu được sự phấn khích khi được trải nghiệm chuyến tàu này. Cảm thấy rất là thoải mái, nó không bị tắc đường như đi xe máy nữa. Không gian thì thoáng đãng. Đây là một góc nhìn rất khác giúp bọn em có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Em cũng muốn trải nghiệm thử để nếu như mà ok như thế này thì em sẽ quyết định là sẽ không đi xe máy nữa mà sẽ chuyển hẳn sang đi tàu. Cũng đã 10 năm chờ đợi cái con đường sắt này. Tôi chưa bao giờ được thấy như thế này và được đi như thế này nên là cái cảm giác thấy nó rất là lạ. Tàu đi rất là nhanh, êm và nội thất mới. Tàu rất là rộng rãi, mát mẻ. Mặc dù là hôm nay là ngày đầu tiên người dân tham gia rất là đông, âm thanh ở trên tàu to và rõ ràng. Cái điểm hơi tiếc một chút chính là tàu đi khi mà phanh lại thì nó có một cái tình trạng là hơi giật, thì sẽ khiến cho người mà đang đứng thì có thể là bị lao về phía trước. Tôi cũng kỳ vọng thành phố Hà Nội sẽ có nhiều các cái hình thức giao thông công cộng hơn nữa, và đặc biệt là như những cái tuyến như là metro như thế này để người dân có thể tiết kiệm được cái thời gian đi lại cũng như là được trải nghiệm những phương tiện giao thông nó hiện đại hơn. Rất thao thức vì vừa mừng vừa lo. Cái lo lớn nhất ấy là người dân không biết có hưởng ứng đi nhiều không. Chứ còn về tính an toàn rồi tính sẵn sàng đã được các cái đơn vị chức năng người ta đánh giá độc lập. Từ sáng đến giờ thì tôi nhìn những cái hình ảnh một cái chiến binh đội mũ cối ngồi chờ từ 7 giờ để được vào đi tuyến. Đấy nó là cái niềm động viên để anh em tôi cố gắng làm ngày nó một tốt hơn. Theo thông tin được đưa trước đó, hành khách sẽ được miễn phí đi tàu trong 15 ngày đầu. Sau đó, giá vé lượt đi một ga là 8.000 đồng, đi cả tuyến 12.000 đồng, vé ngày 24.000 đồng. Dự án đường sắt đô thị đoạn nhổn ga Hà Nội có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Công trình khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015, nhưng sau nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến năm 2027 mới hoàn thành.